Thưa quý vị, ngày 7 tháng Giêng, tức ngày 22 tháng 2, tại làng rau Trà Quế, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ hội cầu bông, nghi lễ mở mùa cho một năm mới. Lễ hội là dịp để người dân địa phương cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm. Làng Trà Quế từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng rau. Hàng năm cứ vào ngày 7 tháng Giêng, người dân lại tổ chức lễ hội cầu bông với nhiều hoạt động hội hè hấp dẫn để bà con dân làng vui chơi giải trí, chuẩn bị bước vào năm mới với hy vọng nhiều tài lộc. Các nghi lễ được tổ chức quy mô theo trình tự. Khi đoàn rước đến đình, các vị bô lão tiến hành nghi lễ cúng đất và cúng âm linh theo nghi thức truyền thống. Bàn thờ cúng đất được đặt trước và đối diện với bàn cúng chính. Trên bàn bày hoa quả, gạo, muối, thịt, áo giấy và vật tế âm linh. Bài văn tế có nội dung tôn vinh công đức tổ tiên, những bậc tiền nhân đã có công khai hoang lập nên làng rau truyền thống. Lễ hội đã thu hút rất nhiều du khách ở các tỉnh thành lân cận tham gia. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, trong thời gian tới, chính quyền các địa phương cùng với người dân sẽ tiếp tục đầu tư trồng rau hữu cơ tại làng rau Trà Quế để quảng bá giá trị làng rau sạch Trà Quế đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của địa phương.